xin chào các bác nha. Ở đây các bác nhìn trên clip là em đang đóng hai cái con, một con máy rửa bát TR7. Ở cái chương trình khuyến mại mua máy rửa bát tặng một lọc khí cho một bác khách hàng ở Hà Nam. Đây, này Hà Nam nhé. Bác chuyển khoản gần hết rồi. Đây hai con máy của bác đây nhé. Một con rửa bát TR7, một con lọc khí. Vẫn còn nhiều chương trình khuyến mại tặng các bác. Các bác nào có nhu cầu mua thì ủng hộ shop bên em nhé. Hàng chuẩn chỉ, bảo hành cho các bác ngon lành. Đây. Tất cả các cái hàng tặng đều là những cái hàng hoạt động ok, ngon lành hết thôi nhé. Đây. Đóng gửi đi rất cẩn thận. Con máy rửa bát TR7. Con lọc khí sáp. Đi kèm chương trình khuyến mại.